Anh mới đến từ cộng đồng thì anh được đây anh. Cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án iRobotics, các dự án IO đến từ nhiều nền tảng uy tín chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cập nhật liên tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ đến với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án The Ball Company. Tham gia vào dự án hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ một cái bao tài thưởng là 3.000 đô. Ở trong đó thì 800 người may mắn mỗi người sẽ nhận được 3 đô token. Để tham gia vào dự án thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video, sau đó các bạn sẽ điền tên và điền email chúng ta xác nhận. Sau đó chúng ta đến cái bước này, chúng ta sẽ làm các nhiệm vụ. Trước tiên là join vào kênh Discord này. Ok, lúc này chúng ta sẽ join vào kênh Discord. Các bạn chờ một chút nha, mình thoát bớt một cái kênh Discord đã, bởi vì là bây giờ mình bị full kênh rồi. Tối nay mình sẽ lên kèo nhiều đấy anh em nhé, ngày mai còn đi có việc nữa cơ. Đây là tối nay thì sẽ tranh thủ lên kèo cho anh em cố gắng cùng theo dõi ở trên kênh, chúng ta có thể đón nhận cái dự án mới nhất mà mình chia sẻ với anh em. Có sự ủng hộ của anh em thì mình mới có khả năng là mình chia sẻ nhiều dự án hơn. Anh em chờ mình một chút nhé, mình thoát bớt một số kênh ra đã, vì nó bị full hết kênh rồi. Giờ không biết dự án nào nữa cơ. Nếu dự án lâu rồi thì mình sẽ bỏ, mình thoát ra. Đấy, chúng ta đi tìm những cái dự án nào mà cái thời gian ấy, nó có cái khoảng thời gian ấy, nếu mà cái khoảng thời gian nó lâu rồi thì ta có thể thoát ra được. Vô nè là mới nè. Toàn những dự án mới thôi. Rồi tạm thời đã mình join vào cái kênh Discord rồi. Thì nữa xử lý cái bên cái kia bên kia sau. Ok. Rồi chúng ta trở lại đây nhá. Chúng ta điền username, chúng ta ấn vào phần username này. Ta paste username vào đây. Ta follow Twitter. Ta thêm follow. Sau đó thì chúng ta cũng sẽ gửi username tương tự. Đây này, username góc phía dưới này. Tiếp theo chúng ta live retweet cũng như test 5 người. Này, close tweet. Test 5 người này. Retweet này. Ok. Giờ chúng ta cũng sẽ gửi username thôi. Ấn vào add retweet. Join kênh channel, chúng ta mở kênh channel Telegram này. Chúng ta điền username của kênh Telegram. Tiếp theo chúng ta follow kênh Instagram và like 5 test. Follow rồi. Ta tìm đến nay đủ 5 post cho mình là được. Một post này. Hai post này. Ba post này. Bốn post này. Năm post này. Sáu post này. Ok. Chúng ta điền username. Username thì các bạn khi ấn về từng nhà thì nó chỉ hiện lên cái username thôi. Các bạn thêm cái icon phía trước cho mình nhé. Được chưa? Rồi chúng ta follow.
Ví hôm nay chúng ta dùng ví ERC20, tức là ví ETH đấy. Ta mới compute entry. Xong rồi anh em nhé, nhiệm vụ chúng ta đã hoàn thành. Ok, vừa rồi chúng ta đã hoàn thành xong video chia sẻ về dự án The Boss Company. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn trong video tiếp theo.